Rồi, mình xin chào cả nhà nha. Hôm nay xin mời cả nhà cùng theo mình đến cửa hàng xe máy cũ nha cả nhà. Cửa hàng xe máy cũ của anh Đông ha. Của anh Đông. Thì địa chỉ cửa hàng là ở số 292 đường DT848, khóm Tân Hòa, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc nha cả nhà. Rồi, thì đây là cửa hàng xe máy 66 nè của anh Đông ha. Thì mình cho số điện thoại cửa hàng ha. Số điện thoại cửa hàng là của anh Đông là 0907 5 2235 ha. Rồi, có gì cả nhà liên hệ với anh Đông ha. Thì hướng đây, hướng về Cao Lãnh nha. Tại cửa hàng anh Đông thì ở gần cầu Nàng Hai nha cả nhà, cách ủy ban nhân dân phường An Hòa khoảng 100m ha, khoảng 100m nha cả nhà. Rồi, hôm nay mình vô mình quay cửa hàng của anh Đông nha. Thì cửa hàng đây là của anh Đông, đây là có cầm đồ luôn nha cả nhà, có cầm đồ luôn ha. Thì đây dịch vụ cầm đồ luôn nè, dịch vụ cầm đồ 3 số 6. Đây, đây là xe nè cả nhà. Hôm nay mình quay cả nhà biết để mà có lựa chọn chiếc xe đã qua sử dụng rồi ha. Thì mình đến cửa hàng anh Đông nha. Thì số điện thoại cửa hàng thì để trên màn hình, số điện thoại kênh YouTube mình thì để phần mô tả. Thì cả nhà có gì liên hệ với số điện thoại qua cửa hàng của anh Đông ha. Rồi, thì hôm nay mình sẽ vô mình quay tổng thể cửa hàng, tổng thể cửa hàng của anh Đông này có xe gì ha. Rồi, thì đây là cửa hàng xe máy anh Đông này ha. Thì mình quay cho cả nhà xem cửa hàng xe anh Đông thì có 3 gian nha cả nhà. Thì hôm nay mình làm clip này mình quay sơ cho cả nhà biết ha. Thì anh Đông đây là vừa cầm đồ vừa bốn quán xe luôn nha. Thì xe của cửa hàng anh Đông là rất là ngon cả nhà. Đây là khu chợ này ha, khu chợ còn rất là mới nha. Thì bên trong mình quay cho cả nhà xem ha. Đây, dạy vô ha, nhiều mẫu mã cho cả nhà lựa chọn ha. Bên đây có chiếc Future màu trắng nè, màu trắng yên đỏ ha. Rồi, thì bên trong là Exciter ha, đầy đủ hết. Đây, đây là có ẹt nè, ẹt nhỏ nè cả nhà, ẹt nhỏ ha, đầy đủ nha, CUS tất cả luôn ha. Thì số điện thoại của anh Đông mình để trên màn hình nha cả nhà. Đây có chiếc Cupy nè, chiếc Cupy màu rất là đẹp nè ha, màu lên ánh tím đẹp quá cả nhà. Để mấy chị em phụ nữ chạy chiếc này rất là đẹp ha. Rồi, thì đây cửa hàng anh Đông bên đây là một cái gian này là gian thứ hai nha cả nhà, gian thứ hai nha. Thì mình vô mình quay dẫn nhà xem ha, có xe gì nha. Bên ngoài là cái dàn đầy đủ hết ha, Yamaha này cả nhà ha, đầy đủ hết. Thì đây là bên trong cửa hàng nè, mình quay cho cả nhà xem nha, có rất là nhiều xe nha, rất là nhiều loại xe nha, xe đã qua sử dụng nha cả nhà. Đây, thì giá cả phải chăng nha cả nhà, xe cũ đã qua sử dụng rất là ngon. Thì cả nhà liên hệ với anh Đông đi, mình đây mình có trả góp luôn ha, trả góp qua ngân hàng luôn nha cả nhà. Rồi, đây nè. Thì bên đây là một cái cửa hàng của anh Đông nè. Còn bên đây là một ngăn nữa nha. Nè, mình quay lia máy qua đây cho cả nhà xem. Bên đây luôn nha. Rồi, đây mình nè. Bên đây là xe cũ cho những cái anh chị em mình làm công nhân ha. Nè, làm công nhân nè. Xe quay nè, xe quay nè. Winner cũ cũng có luôn nha cả nhà. Atila đầy đủ nha, giá cả rất là mềm ha. Đây, đây nè, cái chiếc xe này cho mấy người anh em mình đi làm rất là tiện nha. Thì giá có mấy triệu em à cả nhà, rất là rẻ ha. Thì mình quay cái clip này tổng thể cho cả nhà xem tại cửa hàng của anh Đông. Thì kêu mình Đông, anh Đông có biệt danh là Đông Tiger ha, Đông Tiger. Thì cửa hàng ảnh là số 66 đó cả nhà. Rồi,
Thì đây là xe cũ nè, xe cũ nè, xe này có mấy triệu một chiếc à, rất là rẻ nè cả nhà, quá trời luôn. À, bên đây nữa này ha. Cái xe này rẻ lắm nha cả nhà, có một chiếc 50 cái chồng nữa ha, chiếc cúp 50 cái chồng nữa kìa. Rồi thì cả nhà có gì liên hệ với số điện thoại ha, số điện thoại của anh Đông. Rồi nếu mà liên hệ không được anh Đông hả, là muốn liên hệ cho mình thì hãy gọi cho mình nha, gọi cho mình sẽ gọi lại cho anh Đông ha. Rồi tốt nhất thì cả nhà gọi cho anh Đông đi, thì anh nói cái giá cho nó chắc chắn hơn mình ha. Mình cũng không gần cái giá của những cái loại xe này nữa, tại vì nhiều xe quá cả nhà, cả nhà thông cảm ha. Rồi thì số điện thoại của mình để dưới phần mô tả nha, để phần mô tả nha. Thì cửa hàng anh Đông có 3 gian nữa nha, bên đây là một gian ha, bên kia là một gian nữa ha, là 2 gian, bên kia một gian nữa là 3 gian nữa nha. Thì bán xe cũ không nha, xe đã qua sử dụng hết rồi, bán trả góp luôn ha. Thì xe mà cầm đồ á, khách hàng mà vô cầm đồ á, không có chuộc được á, thì mình không có chuộc được thì anh Đông sẽ bán quá giá luôn nha cả nhà. Còn là xe ngon không ha. Đây là xe nè. Rồi.